chiếu khắp nơi cho mọi người trên trần thế. Hallelujah, 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 hallelujah. Hãy nên như muối mặn cho đời, tiếng tan tan niềm trong đời mới, ước cho thêm ước cho mặn đời, thật thêm nhu với những nụ cười. Ánh sáng Chúa chiếu khắp nơi cho mọi người trên trần thế. Hallelujah, 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 hallelujah. Hãy nên như muối mặn cho đời, biến tan tan niềm trong đời mới, ước cho thêm cho mặt đời thật thêm nhu với những nụ cười. Ánh sáng Chúa chiếu khắp nơi cho mọi người trên trần thế. Hallelujah, 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 hallelujah.
Thật tôi bảo thật các ông, tôi chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê vì không phải là mục tử và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên. Tôi chính là mục tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Mạng sống của tôi không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được. Kính chào anh chị em. Hôm nay chúng ta cùng Hội Thánh bước vào Chúa Nhật thứ tư, mùa Phục Sinh, Chủ Nhật Chúa Chiên Lành, Chủ Nhật được dành để cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu, tức là ơn gọi cho những người dấn thân toàn thời gian cho việc phục vụ Thiên Chúa và phục vụ nhân loại. Chúng ta cầu nguyện cho Giáo hội Việt Nam, cho các giáo hội trên khắp thế giới có được các vị mục tử theo lòng Chúa ước mong. Và cái này cũng xin lưu ý anh chị em, cái câu chuyện này thì chúng tôi đã nghe cách đây khoảng 30 năm, nhưng mà bây giờ thì bắt đầu đã có ở Việt Nam rồi. Đó là khi các ông bà đạo đức đi lễ Chúa Chiên Lại, đi lễ mục tử nhân lành này đó, thì cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu, thì họ xin Chúa ban cho có nhiều ơn gọi. Nhưng khi hỏi bà, ông có cho con cháu mình đi tu không, thì họ bảo rằng chúng cô có một đứa thôi. Tức là họ muốn giữ để làm cho dòng tộc của mình được phát triển. Nếu thật sự dòng tộc phát triển trong kế hoạch của Chúa thì đó là điều tuyệt vời rồi. Nhưng nếu không phải nó chỉ là cái ý muốn của mình, thì bản chất nó là một cái lời khước từ, lời mời gọi của Chúa. Chúng ta lưu ý là hiện nay ở Việt Nam của chúng ta, chứ không ở đâu xa nữa, các đôi vợ chồng trẻ bắt đầu ngại sinh con. Chỉ sinh một đứa, hai đứa là nhiều rồi. Bảo sinh đứa thứ ba, đứa thứ tư thì nhăn mặt, bảo là không có khả năng nuôi. Cái khả năng nuôi đó là cái ý niệm như thể mình là Đức Chúa Trời. Và nó cho chúng ta thấy rằng là thật ra chúng ta không có tin vào Chúa. Không có tin vào Chúa. Ngay khi có một người có một núi tài sản, nhưng mà chỉ cần gặp một thảm họa như bị truy tố và bị tịch thu hết tài sản, thì có một núi tài sản cũng trở nên trắng tay. Thì nuôi con làm sao? Của ông nuôi được. Nên đôi khi chúng ta cậy vào sức mình quá nhiều mà không có cậy vào sức Chúa. Do đó, đầu tiên anh chị em hãy xin Chúa ban con cái cho mình. Và nếu Thiên Chúa ban thì Thiên Chúa có cách. Cái điều thứ hai là điều chúng cô phải đấm ngực mình với cách là một người được mời gọi thông phần mục tử với Đức Giám Mục, và trên đó là với chính Chúa Giê-xu. Chúng tôi đã thực sự không phải là một mục tử nhân lành. Chúng tôi đã quá sợ hãi, không dám hy sinh cho đoàn chiên. Hầu hết trong kinh nghiệm mà khi đọc lại những tháng năm đói kém ở Việt Nam, thì không có một linh mục nào chết vì đói kém cả. Chỉ có những giáo dân chết vì đói kém. Ngay khi trong cái thời gọi là cái thời bao cấp khó khăn ở Sài Gòn, thiếu ăn đủ bề,
thì vẫn có những giáo dân cố gắng tích góp một chút gạo biếu cho các mục tử của mình để các ngài có của ăn. Tất nhiên các ngài, trong đó có tôi, cũng làm một số việc đạo đức, cũng là một phí vật bác ái chứ không phải không. Nhưng so với dân Chúa thì chúng tôi làm chưa đủ. Ít nhất là cá nhân tôi làm chưa đủ và chưa hoàn thiện được. Chúng tôi vẫn còn sợ hãi, chúng tôi vẫn còn cảm thấy an toàn hơn. Tất nhiên về lý do để nhân danh cái an toàn hơn đó, lớn lắm. Nào là mình phải có sức khỏe để lo cho đoàn chiên, nào là mình phải tồn tại để mình có thể dẫn dắt đoàn chiên. Chứ mình bị hư mất, mình bị tu tội thì ai lo cho đoàn chiên đấy? Chúa mời gọi mình để lo cho đoàn chiên chứ đâu phải để làm anh hùng đi vào tu. Nhưng mà Thánh Stanila giám mục đó, thì ngài chọn lựa đứng về phía người nghèo, bảo vệ người nghèo, để rồi cuối cùng ngài bị nhà cầm quyền bảo rằng là phản động, phản quốc, nhốt tù và giết chết. Tất nhiên ngày hôm nay người ta không có bắt mục tử theo cái kiểu đó đâu, nhưng rõ ràng là dân chúng cô đơn khi thấy rằng mục tử không lo cho đoàn chiên mà lo quá nhiều cho mình. Tôi xin được đấm ngực một lần nữa, tôi không đấm ngực ai cả, tôi ý thức mình chưa lo đủ cho anh chị em. Xin anh chị em cầu nguyện cho tôi, tha thứ cho tôi và hãy khuyến khích tôi để một lúc nào đó không phải là tôi nữa mà là chính Chúa Giêsu, mục tử nhân lành, ngài khi đã nói với đàn chiên rằng ta đến để cho chúng được sống và sống dồi dào, thì chính ngài đó sẽ làm cho chúng ta, làm cho anh chị em được hạnh phúc. Và biết đâu anh chị em được hạnh phúc thì tôi cũng được hưởng nhờ. Xin cầu nguyện cho chúng tôi. Amen.
Chúa là mục tử, Người dọn bước kề bàn cho con dâng. Sau Người tràn lan và chiên ái ân Người đầy tràn. Chúa ban cho đời con qua năm tháng hương dư thừa phúc đức. Chúa ở cùng con cùng Chúa muôn đời. Chúa chiên nhân từ, Người dân con tới đồng, đội này xuôi nước mắt bóng, con tới uống thành thơi. Chúa ơi sương vui trong tay Chúa, Người dân con đi, đi giữa suối mát, có xanh còn thiếu gì. Chúa chiên nhân từ, Người dân con tới đồng, đội này xuôi nước mắt bóng, con tới uống thành thơi. Chúa ơi sương vui trong tay Chúa, Người dân con đi, đi giữa suối mát, có xanh còn thiếu gì. Chúa phán, ta sẽ đổ thần khí ta trên hết thảy người phàm. Con trai, con gái các ngươi sẽ trở thành ngôn sứ. Thanh niên sẽ thấy thị kiến và bô lão sẽ được báo mộng. Trong những ngày đó, ta cũng sẽ đổ thần khí ta trên tôi nam tớ nữ của ta và chúng sẽ trở thành ngôn sứ. Lạy Chúa xin ban xuống trên chúng con thần chi tác tạo của Chúa, Người đổi mới tâm can, đổi mới muôn lòng. Người sẽ ban cho chúng con nhớ lại lời hằng sống Chúa truyền ban. Lạy Chúa xin ban xuống trên chúng con thần chi tác tạo của Chúa, Người đổi mới tâm can, đổi mới muôn lòng. Người sẽ ghi trong trái tim chính lề luật tình mến Chúa truyền ban. Lạy Chúa xin ban xuống trên chúng con thần chi tác tạo của Chúa, Người đổi mới tâm can, đổi mới muôn lòng. Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy. Lạy Chúa xin ban xuống trên chúng con thần chi tác tạo của Chúa, Người đổi mới tâm can, đổi mới muôn lòng. Người đốt lên trong trái tim anh lửa hồng bừng cháy của niềm tin. Lạy Chúa xin ban xuống trên chúng con thần chi tác tạo của Chúa, Người đổi mới tâm can, đổi mới muôn lòng. Nguyện Chúa ban cho chúng con chính thần lực dìu dắt giữa trần gian. Lạy Chúa xin ban xuống trên chúng con thần chi tác tạo của Chúa, Người đổi mới tâm can, đổi mới muôn lòng. Và đến hai
mai sau cánh chung sẽ đường về đường thiên Chúa toàn năng. Lạy Chúa, xin ban xuống trên chúng con thần chi tác ta của Chúa, người đổi mới tâm can, đổi mới muôn lòng. Tăng tùng ego sacramento.
Con xin Chúa ngự vào lòng chúng con ngay giờ này, ban cho con một tâm linh đổi mới. Cầu xin Chúa ngự vào lòng, cất đi bao gánh nặng, cho tâm linh con đây đến với Cha. Nguyện Chúa dẫn dắt và đưa con, giúp con đức tin thêm cho con đây luôn vượt qua cám dỗ. Nguyện sức sống Chúa đầy trong con cho hồn linh tươi mới. Nguyện xin Chúa ngài giúp con, nguyện xin Chúa đến bên con, xin Chúa ngự vào chính tâm linh con được đổi thay. Nếp sống con từ nay được biến đổi theo ý ngài, nguyện xin Chúa ngự vào lòng giúp con sống đẹp ý Cha. Cầu xin Chúa ngài hãy ngự vào lòng của chúng con ngay trong thời giờ này, ngài hãy ban cho chúng con một tâm linh đổi mới. Lạy Chúa, cầu xin ngài hãy ngự vào lòng và cất đi những gánh nặng để cho tâm linh chúng con được trọn vẹn đến với Cha. Nguyện Chúa dẫn dắt và đưa con, giúp con đức tin thêm nhiều, cho con đây luôn vượt qua cám dỗ. Nguyện sức sống Chúa đầy trong con cho hồn linh tươi mới. Xin Chúa ngài giúp con, nguyện xin Chúa đến bên con, xin Chúa ngự vào chính tâm linh con được đổi thay. Nếp sống con từ nay được biến đổi thay ngài, nguyện xin Chúa ngự vào lòng giúp con sống đẹp ý Cha. Giờ này đây, xin chúng ta hãy lắng đọng tâm hồn, hãy hướng trọn về Chúa với tất cả tâm tình yêu mến, hiến dâng. Nguyện xin Chúa Thánh Thần hãy ngự vào lòng chúng con. Xin Ngài đến để đổi mới tâm hồn, trái tim, thân xác. Xin biến đổi chúng con thành đền thờ thật tốt đẹp cho Chúa Ba Ngôi ngự trị. Lạy Chúa, chúng con cần đến Chúa, chúng con khao khát Chúa, lòng chúng con dạt dào tình yêu Chúa.
Xin cho lửa yêu mến Chúa luôn bừng cháy trong tim, để chúng con hoàn toàn thuộc về Chúa, bây giờ và mãi mãi. Amen. Chọn con trước đó chẳng phải con
Bye.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.